Chào các bạn tin nhanh 24/7. Xe nước của bài Honda CB1/5A S-Motion đã chính thức trình làng ở thị trường Đông Nam Á. Mẫu mô tô 1/5 khối của Honda CB1/5A S-Motion hoàn toàn mới có mức giá bán dao động 99.800 bạc đến 109.800 bạc và tương ứng từ 68.3 cho đến 75.2 triệu đồng Việt Nam tại thị trường Thái Lan. Sau bao nhiêu ngày ngưỡng mộ mòn mỏi và cuối cùng Honda đã chính thức vén cái màn của mẫu mô tô 150 phân khối hoàn toàn mới mang cái tên CB1/5A S-Motion tại thị trường Thái Lan nói riêng và Đông Nam Á nói chung. Như vậy mẫu mô tô mới của nhà Honda không được gọi bằng cái tên CB1/5F như tin đồn trước đây. Honda CB1/5A S-Motion mới chính thức là phiên bản sản xuất của mẫu xe compact 1/50 SS Racer từng lần đầu tiên trình làng vào tháng 3 năm nay tại thị trường Thái Lan. So với bản compact thì Honda CB1/5A S-Motion sở hữu thiết kế là không gì quá khác biệt. Hãng Honda khẳng định thiết kế mới đã chế tạo ra chiếc CB1/5A S-Motion tỉ mỉ hơn đến từng chi tiết. Trên thân xe xuất hiện những đường nét sắc sảo và hàng loạt trang bị hiện đại như đèn pha, đèn hậu, đèn báo rẽ dàn LED. Trên đầu xe là cụm đèn pha được chia đôi bằng cái thanh ngang dập logo của hãng Honda. Mặt trước người lái là cụm đồng hồ kỹ thuật số toàn phần, hiển thị những thông tin, hành trình, lượng xăng tiêu thụ, báo giờ, cấp số đang sử dụng vân. Và tất nhiên những thông tin cơ bản như tốc độ, vòng tua máy, lượng xăng trong bình cũng không thể thiếu. Ngoài ra, Honda CB1/5A S-Motion còn được trang bị bộ khung kim cương để dồn cái trọng tâm vào vị trí của người lái càng nhiều càng tốt. Tiếp đến là bình xăng có thiết kế mới dung tích 8,5 lít, cùng với đó là yên chia đôi. Và trái tim của mẫu xe này là khối động cơ xăng đơn 4 kỳ, 4 quan, DOC, phun xăng tử, làm mát bằng dung dịch với dung tích 150 phân khối, cùng với đó là kết hợp hộp số sơ cấp. Bên dưới động cơ là ống xả khá ngắn. Về trang bị, CB1/5A S-Motion có phục hành trình 41mm ở trước và giảm xúc đơn đằng sau trên cái phanh đĩa cả hai bánh. Thêm vào đó là hệ thống chống bó cứng phanh ABS tự trọng. Bộ phanh của mẫu xe này có đường kính 17 inch, đi kèm với lớp Dunlop Sportback 110 ở phía trước, 150 ở phía sau. Tại thị trường Thái Lan, Honda CB1/5A S-Motion có 4 tùy chọn màu sắc là xám phối đen, đỏ phối đen, xanh lục phối đen và đen phối đen. Với giá bán khởi điểm của mẫu xe này là 99.800 bạc, tương ứng 68,3 triệu đồng. Còn số tương ứng của chiếc Honda CB1/5A S-Motion ABS màu xám phối đen và đen phối đen là 109.800 bạc, tương ứng 75,2 triệu đồng Việt Nam. Chưa hết, Honda CB1/5A S-Motion còn có 3 phiên bản đặc biệt dành riêng mang tên Chic Cafe, Kremlin Cafe và Moriwaki Edition. Honda CB1/5A S-Motion Chic Cafe chỉ được sản xuất đúng 500 chiếc, mức giá bán 135.200 bạc, tương ứng 92,6 triệu đồng. Trong khi đó, Honda CB1/5A S-Motion Kremlin Cafe có số lượng 1.000 chiếc với giá khởi điểm 118.400 bạc, tương ứng 81 triệu đồng. Riêng Honda CB1/5A S-Motion Moriwaki Edition với ống xả và chấn bùng trước bằng sợi carbon phải chờ đến tháng 10 năm nay mới được bán ra. Hãng Honda kỳ vọng có thể bán được từ 1.000 đến 4.000 chiếc CB1/5A S-Motion trong các tháng 1 tại thị trường Thái Lan. Hiện tại đã có được 1.500 vị khách hàng Thái Lan đã bật mua dòng xe này. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, hẹn lại tiếp nhớ like, share, subscribe.